Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món cơm rang hải sản cùng với mình nhé. Mọi người có thể thêm mực vào cũng rất là ngon. Hôm nay thì mình cho tôm. Món này mọi người sẽ cho thêm một chút nước tương thì ăn sẽ đầy đủ vị hơn, và có thể ăn kèm với dưa chua hoặc là dưa chuột muối. Mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với gia đình mình nhé. Công thức thì mọi người hãy xem kỹ ở trong video vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video hướng dẫn nấu ăn lần sau nhé. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người nấu một món, đó là cơm rang hải sản. Mình sẽ cho vào một cái chảo với phần mỡ. Cho hành khô và phi thơm. Phần cà rốt và măng tây mình đã trần sơ cho vào để ta cùng với cơm, mình sẽ cho phần cơm vào. Cơm thì mọi người sử dụng cơm nguội thì sẽ ngon hơn. Hôm nay thì mình chỉ có cơm nguội, mình đã nấu trước. Hôm nay thì mình sẽ rang cơm cùng với cả tôm. Tôm thì mình đã cắt miếng nhỏ ra, bóc vỏ và cắt nhỏ.
rốt thì phần rau củ quả như này. Cà rốt thì mình có thể thay mình tay bằng loại đỗ hạt đậu Hà Lan và ngô ngọt. Thêm một chút nước tương nữa. Đây, vậy là món cơm rau hải sản của mình đã hoàn thành xong.